Bốn con giáp thành công nửa cuối năm 2021, thăng chức, tăng lương là chuyện nằm trong tầm tay. Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, dân gian xưa có câu: đời là vô thường, thế sự khó lường. Quả thực trong kiếp con người sẽ chẳng có ai đoán được ngày mai sẽ xảy ra điều gì. Cuộc sống và vạn vật xoay quanh chúng ta từng giờ, từng phút luôn biến đổi theo không gian và thời gian. Không có bất kỳ một sự vật, hiện tượng nào là tồn tại vĩnh viễn, đó chính là vô thường. Ngày hôm nay, cuộc sống của chúng ta có thể đang vui vẻ, hạnh phúc, tiền bạc đủ đầy. Nhưng ngày mai cũng có kẻ mất trắng bởi một tai ương nào đó xảy đến. Cũng chẳng có ai nghĩ ngày hôm nay mình đã khổ cực, vất vả dưới trời nắng, trời mưa, kiếm từng đồng cho gia đình. Nhưng ngày mai lại có thể nhặt được tiền hay trúng số độc đắc. Cuộc sống này luôn đem đến cho chúng ta nhiều điều bất ngờ và không có gì là không thể xảy ra. Theo các chuyên gia tử vi phương Đông, dựa vào mệnh số của con giáp và ngày tháng năm sinh, cùng với sự xem xét dịch chuyển của các sao chiếu mệnh, thì thấy sẽ có 4 con giáp trong nửa cuối năm Tân Sửu tới đây sẽ rất được nhiều các tinh chiếu mệnh, gặp được nhiều điều may mắn, thần tài che chở ban cho vận may bất ngờ, mà còn được cả thiên địa nhân mà phất lên như diều gặp gió. Vậy xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem chương trình ngày hôm nay để biết được các con giáp này là con giáp nào. Và liệu rằng mình có nằm trong những con giáp may mắn này hay không? Và có những vận may nào đến với các con giáp trong thời điểm nửa cuối năm sắp tới? Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay còn được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Tý. Với người phương Đông, chuột là biểu tượng của sự thông minh và giàu có. Người Trung Quốc thì quan niệm rằng chuột tượng trưng cho ý chí và lòng dũng cảm. Con vật này có thể tích lũy cho mình một lượng lương thực lớn bằng sự nhanh nhẹn, mưu trí. Những mệnh chủ tuổi Tý thường là người tiên phong, dẫn đầu trong công việc. Họ có tài lãnh đạo, luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Tử vi năm Tân Sửu cho thấy rằng mệnh chủ tuổi Tý có nhiều cơ hội để trở thành con giáp thành công nửa cuối năm 2021. Bởi khó khăn công việc dần được tháo gỡ, mệnh chủ sẽ tìm ra hướng đi mới để phát triển sự nghiệp của mình. Cùng với đó, các mối quan hệ với lãnh đạo, đồng nghiệp trong thời gian này sẽ có thêm phần hài hòa. Bản mệnh còn luôn được mọi người xung quanh giúp đỡ nếu vấp phải vấn đề gì. Còn nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bản mệnh sẽ được cấp trên đánh giá cao, đề bạt thăng chức, đề xuất tăng lương. Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm bản mệnh có thể mở rộng quy mô công việc. Đừng giới hạn bản thân trong vùng an toàn. Nếu muốn chinh phục lĩnh vực mới, mệnh chủ tuổi Tý cũng có thể thử sức. Tử vi còn cho thấy rằng, vào thời điểm cuối năm công việc tiến triển càng lúc càng thuận lợi, hứa hẹn ký kết được nhiều hợp đồng giá trị. Bản thân bản mệnh vừa có tiền bỏ túi lại được cấp trên trọng vọng. Chính vì vậy, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, từ
từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi được những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải được những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vật phẩm sẽ giúp tuổi Tý tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển trong mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai là tuổi Dần. Tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Họ có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình. Họ là người không bao giờ ngần ngại lùi bước trước khó khăn. Quan điểm của người này là khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì chiến công lại càng vang dội, hãnh diện bấy nhiêu. Tuổi Dần bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị, họ sẽ không làm những công việc tầm thường, vô ích, không đem lại cho mình tiếng tăm. Xem tử vi năm 2021 cho thấy rằng, trong khoảng thời gian cuối năm, công việc của mệnh chủ tuổi Dần sẽ phát triển mạnh mẽ. Chỉ cần bản mệnh cố gắng hết sức mình thì ắt sẽ gặt hái được thành quả đáng ngưỡng mộ. Bản mệnh sẽ gặp sự lành, có quý nhân phù trợ chỉ ra hướng phát triển phù hợp với bản thân và tình hình thực tế. Đồng thời, có biện pháp giải quyết những khó khăn ở hiện tại. Thêm vào đó, bản mệnh sẽ có không ít cơ hội để mở mang đầu óc, rèn luyện kỹ năng làm việc. Vì thế, đừng ngại tham gia các buổi đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như những chuyến công tác dài ngày. Nếu bản mệnh không tiếc hy sinh khoảng thời gian cá nhân thì sẽ được trả công xứng đáng trong tương lai. Ngoài ra, những biểu hiện xuất sắc của mệnh chủ tuổi Dần ở nơi làm việc cũng sẽ khiến lãnh đạo đánh giá cao và đồng nghiệp ấn tượng. Đặc biệt, để có một tâm lý vững vàng, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn, có thể phát triển vượt trội trong thời gian này, người tuổi Dần nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề. Công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút được tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi được tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Dần, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba là tuổi Thìn. Trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà luôn thông minh, sắc sảo, đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Những người tuổi rồng có sức sống mãnh liệt, vẻ bề ngoài luôn toát lên khí phách oai hùng, lẫm liệt. Không chỉ có vậy, rồng còn hội tụ đầy đủ những tinh hoa, phẩm chất đẹp của một con người, sự thật thà, bao dung và yêu thương con người. Nửa cuối năm 2021, mệnh chủ tuổi Thìn dần có thái độ nghiêm túc hơn mỗi khi bắt tay vào công việc. Nhờ thế mà mệnh chủ sẽ phát hiện ra được những lỗi tồn tại từ trước đó và có hướng khắc phục hợp lý. Bản mệnh cũng dần dần lấy lại được lòng tin của người làm lãnh đạo và được giao cho giải quyết những công việc quan trọng. Trải qua những sai lầm này, bản mệnh còn học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm đáng quý, thậm chí phát hiện ra được tiềm năng của mình. Hãy kiên trì với mục tiêu đã được đặt ra từ trước đó, rồi bản mệnh sẽ gặp được một vài cơ hội để thể hiện giá trị của bản thân, tạo thêm cơ hội được cất nhắc trong tương lai. Tử vi còn cho thấy, quý nhân sẽ xuất hiện, có thể mang lại cho bản mệnh nhiều tin vui hoặc là cơ hội đáng quý. Cho nên mệnh chủ tuổi Thìn hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội thuộc về mình trong thời gian sắp tới này. Ngoài ra, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy được công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Thìn hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh.
pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh và vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó, pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ như tấm bùa hộ thân, bảo vệ và tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Đặc biệt, vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Thìn. Thứ tư là tuổi Mùi. Tuổi Mùi đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, họ rất thông minh và sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén. Bên cạnh đó, tuổi Mùi là những người thiên về sống nội tâm, ít khi chia sẻ cảm xúc, tình cảm của mình cho người khác. Họ tốt bụng, giúp đỡ người khác trong âm thầm, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Điều mong ước lớn nhất đối với tuổi Mùi không phải là cuộc sống giàu sang, sung sướng, mà là một cuộc sống an nhàn, bình yên và ngập tràn tình yêu thương. Sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Mùi phát triển vô cùng thuận lợi. Mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp và thái độ làm việc tích cực, chủ động có thể giúp mệnh chủ khắc phục được nhiều khó khăn một cách nhanh chóng. Khi được giao cho những công việc hóc búa, mệnh chủ cũng không hề có thái độ trốn tránh hoặc buông xuôi. Mệnh chủ biết rằng những cơ hội như thế này không có nhiều và mình cần phải nắm cho chắc trong tay. Hơn nữa, trong thời điểm nửa cuối năm, mệnh chủ có thể gặp gỡ được quý nhân hoặc người đồng chí hướng. Đôi bên sẽ hợp tác để cùng hướng tới một mục tiêu cụ thể. Có thể nói rằng, nhờ có người trợ lực, mọi việc cũng sẽ tiến triển thuận lợi hơn nhiều, tạo động lực để mệnh chủ có thể tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Tuy nhiên, đôi khi mệnh chủ vẫn phải chịu sự nhòm ngó, xét nét của kẻ tiểu nhân. Chẳng ai có thể làm vừa lòng được tất cả mọi người, bản mệnh chỉ cần làm tốt việc của mình, bỏ ngoài tai những lời thị phi là được. Ngoài ra, trong nửa cuối năm 2021, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Mùi cần mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân. Từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi được những hung tinh, tà ma và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải nhiều thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng sẽ giúp tuổi Mùi tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. Hơn thế nữa, đó là vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là những gia chủ tuổi Mùi. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.